Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay á. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Battle Royale tiếp nào. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đi chiến đấu trên bầu trời châu Âu trước, để mà chống lại phát xít Đức, trong vai là một người phi công của phe đồng minh, gốc là người Canada các bạn nhé, nhưng mà chiến đấu trong quân đội Anh. Để coi nào, vẫn là, à đây sẽ là trận Dunkirk các bạn. Wow, trong trận này là chúng ta sẽ chống lại lực lượng máy bơi đến bờ hàng nặng của Đức đó các bạn, không dễ đâu. Mình phải bảo vệ trạm y tế nè, kho đạn nè, và một cái trạm, một cái radar của mình. Mình có đồng đội trong trận này nhưng mà chỉ là lực lượng tiêm kích thôi. Rồi, và như mình đã nói thì mình vẫn tin tưởng con tay full này của mình. Rồi, đây bây giờ nó mới căng màn hình ra hết nha. Tại vì các bạn không cảm, gốc của như mình đã nói ở tập trước đó, thì gốc của cái con game này là nó vốn là một cái game cũ, cho nên là nó dùng cái khung 4.3, nhưng mà cái nó cho phép chúng ta điều chỉnh để tùy theo cái màn hình. Rồi, lên. Ôi trời, cái gì vậy? Ây à, không phải, mình vừa vô mình để bàn nhanh quá, mình nổ luôn các bạn. Trời ơi, nguy hiểm quá. Rồi, không sao, làm lại, lên trời, lên trời. Nó bắn nổ rồi. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. À, đúng là game dễ, cái cơ chế điều khiển thì dễ mà game không dễ đâu các bạn. Vừa vô thôi là máy bay nó đã tới nó chặn mình rồi. Bay lên mẹ nó có chuyện đi. Rồi, ok, nó thành công. Rồi, bây giờ mấy chú thích cái gì? Con Heineken cây 1-1 rồi. Đây là máy bay đánh bơm chiến lược của đúng xã nha các bạn. Chứ đó là máy bay đánh bơm hạng nặng ấy. Mấy con này là mạnh nguy hiểm lắm, nhưng phải đùa đâu. Bắn từ dưới lên không biết có hiệu quả không nữa đây. Mấy con này dám nó trâu lắm. Nó lại bay chậm hơn mình nha các bạn. Thành ra là mình bắn nó thì mình lại phải bay chậm lại. Nó có súng ở bên sau đuôi rồi nha, cho nên là nó thủ được mình. Bay nhanh lên xíu mới lạ mới lượn được, đây khi mình bay chậm lại mình lượn nó cũng chậm. Chứ xảy ra đi cao mình cũng lợi rồi, cái bay của mình là phải bay nhỏ mà. Mình phải có súng từ nhiều hướng mà bắn nó dễ hơn. Mình bay nhanh á, tỷ lệ thưởng sáng nó cũng giảm nữa. Ok, bắn một súng máy nó khó, bắn một tên lửa nhiều rồi. Ngon. Chết chưa, đùa với anh à. Nó không chịu thả bom các bạn, nó thả bom được, dù là mình bắn rớt nó cũng coi như là mình thất bại nha. Mình có tên lửa nhưng mà tên lửa của mình là vô nghĩa. Tên lửa này không có đối không được, mà chỉ đối đất thôi. Rồi đây. Với lại mình phải bay sau lưng nó mình bắn hiệu quả, còn nhiều khi mình bay cùng chiều nó không bắn hiệu quả lắm đâu. Rồi. Khả năng cao là mình bắn chiều, mình bắn kéo góc, dễ lật lạc. Mình bắn bằng máy rồi. Doctor Dead in his back.
luôn các bạn. Nó sẽ cẩn thận. Rồi ok, nó rút rồi. Hai con kia xong rồi. Bắn cái bài nó không đúng. Chưa muốn lui. À rồi ok. À được rồi, nó bắt mình phải lui rồi các bạn. Ô lượn vòng cho vui. Tối là mình chỉ có mấy con tiêm kích này nó mới lượn được cái này thôi nha. Còn mấy con mà nó đánh bơm nó không lượn được gì đâu, nó chỉ nghiêng qua được thôi. Rồi thôi. Cái sân bay của mình đang nằm xuyên góc nhưng mình không có đáp xuống được đâu, mình phải lạng về chứ. Điểm của mình trong màn này là 191. Còn nó cũng thả bơm thì thả cá đấy chứ, nhưng mà đều thả lệch. Còn là cái này là cái chỗ máy bay của nó rớt xuống. Rồi đây. Bây giờ mà đáp xuống không bị nổ nha. Từ tại máy bay này của mình bay chậm cho nên là phải cần tới nơi mình phải hạ chậm tốc độ được. Rồi giờ giảm được rồi. Rồi thả cái bánh xe xuống, ta đáp xuống nào. Đừng mắc hổ nha, đừng nha. Rồi ok, an toàn các bạn ơi, mừng quá. Quá mừng. Máy bay của mình bị thương chút xíu rồi. Tại dẫu sao thì nó chỉ có một cái súng máy thôi các bạn, còn mình đã bắn 4 cây cùng lúc. Mà nãy mình gồng sát thương lên cho nên là thành 8 cây nó bắn cùng lúc. Như là phát huy tối đa hỏa lực luôn á. Rồi mình bắn tổng cộng 590 phát, trúng 327 phát, tỷ lệ trúng là 55%. Mình hạ được 2 trên tổng số 9 máy bay của nó, tức là 25%. Máy bay đánh bơ của nó là 99 luôn. Mấy cái khác thì đương nhiên là không có. Rồi giờ chơi tiếp nào. Rồi ok, bây giờ chúng ta đến với một trận tiếp theo là trận London. À rồi, sân bay London các bạn. Màn này là chúng ta lại phòng thủ trước không quân của Đức Quốc xã nữa, cũng là máy bay đánh bơm hạng nặng của nó đấy. Tức là máy bay mấy gần, nhưng mà chắc là không phải Heineken K11 nữa đâu, tại game này nó giới thiệu máy bay luôn. Khả năng cao là một cái con máy bay đánh bơm chiến lược khác của Đức Quốc xã. Và nếu mình không làm thì hình như cái con này, à đúng rồi, cái con xanh xanh này nè, con này là nó chuyên chống hải quân luôn. Nó là nó bay nhanh và bay cao hơn được cái con Heineken K11 nha các bạn. Nhưng mà cái điểm yếu của nó là nó không có súng để hỗ trợ. Tức là nó chỉ có súng cho chiếc mũi với nó bắn súng ra bình thường thôi. Nhưng mà nó lại có tốc độ nó bay nhanh, nói chung là nó bay ít hơn, nó bay nhanh hơn. Con này vậy mới còn nguy hiểm nha các bạn, cẩn thận đó. Đây. Mấy con kia các bạn đừng để tâm đó, cứ bắt quyền tối đa hỏa lực chơi con này ngay. Tại vì nó khá là gần. Rồi, ok, từ từ qua không có lượng lại sao. Giáp đến đâu lắm các bạn, không càng cho nó được đâu. Giảm tốc lại chút nữa, mấy con máy bay này chạy cùng mình. Như là mỗi màn là mình phải hạ chút nữa. Yeah, rớt. Ok. Đây, tăng tốc được rồi. Nó rơi rồi các bạn. Trong lúc đợi nó rơi mình quay qua mình chiếm cái con tiêm kích. Tôi biết, nó bay nó rớt xuống thì ráng chịu đi. Trời ơi, lo hết nữa, con mình tôi mà trước là mình còn có đồng đội bạn không có luôn. Mình cân hết các bạn. Ác quá, mình tôi sao tôi cân hết nguyên phi đội của nó đó Phương. Đây, giết xử nó. Ăn đi. Xì khói rồi, mấy con này nó lì dám nó trâu quá, bốn chúng máy bắn cùng lúc một về. Rồi đây. Cái bài mình chạy rồi. Con nào bay ở xa cũng đi bắn trước, không nó tới gần nó tới luôn. Từ mình ra lửa qua từ từ nha, không nhanh được đâu. Rồi đây. Congratulations. Còn bài chiếc khác nó tới liền các bạn ơi. Điều quá. Bây giờ mình giảm tốc và đánh tốc luôn. Hết đạn mạnh rồi, chỉ còn đạn thường thôi. Rồi ok, chậm lại mình bắn rớt, giết ngay trong đường bay đầu tiên. Nó bắn mình thì cứ cho nó bắn đi, mình chịu thôi. Không sao, giết kia tiêu rồi. Còn con này thì giờ tức gì. À rồi ok, nó lui rồi các bạn. Ba nó bơ của nó tiêu hết rồi, nó lui. Nó buồn.
máu chân không cũng ghê. Rồi, ok. Lại lượng dầu hình như là mấy bằng đầu là nó hay có cái phần lượng gì lắm. Rồi, ok. Hình như là bấm nút B là để cho nó lượng nó tự động nó quay lại vậy phải. À đúng, nhưng mà mình đang bay gần bay của mình quá. Gần bay ra chứ. Nó thẳng gốc rồi nhưng mà mình bay gần quá vì mình đang bay quá cao nữa. Độ cao chúng ta đang hạ. Rồi, từ giờ mình mới lượn lại. Đây, quay nó bay lại. Chổng cái đầu xuống. Nghe cái tiếng đó các bạn nhóc mình lại nha, chứ không nguy hiểm. Rồi, giờ giảm tốc nè. Ấn nút thả bơm nhập. Dạ, mình đang chống chút cái đầu xuống quá. Nhấc lên lại xíu. Nguy hiểm, nguy hiểm. À, hên quá, hên quá. Quá hên, quá hên. Nãy ấn vào nút E nó thả bơm các bạn không cảm. À, rõ ràng màn này có cần mình mang bơm đâu nhỉ. Mình cũng bị hỏng hết mấy chiếc. Thiệt, nó đóng cho anh hùng khổ quá các bạn ơi. Rồi ok, mình bắn 439 phát, trúng 389 phát, tỷ lệ trúng 88%. Chứ bơm kia thôi coi như không tính đi. Mình hạ được 2/6 với máy bay tiêm kích của nó, tức là 33%, máy bay đánh bơm là 9/9. Đương nhiên là nhiều vụ chính mình làm chứ ai làm giùm đâu. Rồi à, ok, chúng ta được vào bay không quân Mỹ rồi các bạn, máy bay Boeing 17 nè. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là chúng ta sẽ phải tấn công vào một căn cứ của quân Đức. Nó đánh từ phía sườn đông đánh qua thì mình không rõ vị trí này là vị trí nào. Mình không rõ địa lý nước Đức lắm, thành ra mình không biết địa danh này ở đâu. Nhưng mà cái này nó gọi là pháo đài bay B-17 các bạn. À B-17 đúng rồi, B-17 mới lên B-29 rồi mới lên B-52, tức là B-52 đấy. Con này là đời đầu nè các bạn, con này cũng mạnh lắm, không phải đùa đâu. Đây, bây giờ chúng ta đã được lái B-17 rồi các bạn. Màn này sẽ là màn giới thiệu về máy bay đánh bơm hạng nặng nha. Cho nên là trong màn này thì chúng ta ban đầu sẽ không được điều khiển máy bay hoàn toàn, mà chúng ta sẽ điều khiển những khẩu súng trên máy bay. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có F4 để điều khiển từng cái ô súng. Có tổng cộng B-17 nó có tới tổng cộng là để coi 4 cái tháp súng, là một cái súng ở trên mũi, một cái ở trên nóc, một cái ở dưới phần thân, một cái ở sau đuôi. Nếu mình nếu không làm được như B-52 sau này là nó cũng có súng ở sau đuôi nha các bạn. Hiện tại chúng ta đang bay với 70% tốc độ, tức là chúng ta đang bay tốc độ 300 km/h, tầm bay là 4000 m, tức là 4 km đó. Số bơm chúng ta mang đây là 80 quả, bây giờ tới là 2000 mình nhẹ không. Rồi nó bắn cái đã, nói tiếp. Tới là chúng ta mỗi một cái khẩu súng thái vậy là nó chỉ có một chúng ta một khẩu thôi nha, cho nên là mình bắn nó còn yếu sâu hồi nãy mà nó bắn nó chạy nó bay nó không chịu. Direct hit, he's on fire. Rồi coi gì em phải đi ngay. Bắn dí lên cái này thường hiệu quả lắm. Nhưng khi nó ở gần nó còn ở xa thì nó bắn không được. Rồi nó đang, nó sẽ lượn lại đó các bạn. Con nào xuất hiện trước thì ưu tiên bắn trước, con nào xuất hiện sau thì bắn sau. Rồi đây, nó tức là nó không bị thương thôi, nhưng nó bị thương thì nó khó rồi, nó dở rồi. Đây. Bye.
phụ nhưng mà chúng ta không có gì. Cho mình chịu chụp hình cái à, không sao, mình sợ cái chương trình quay từ đầu tự nhiên nó tắt thôi, cho các bạn cho mình xin lỗi. Rồi đi, 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 đi. Mình sợ nãy mình bấm nhầm cái máy á, nó sẽ quay rồi. Rồi xong được rồi, giờ mình đang ở trên nóc, không có định đang ở hướng nào. Mình phải quay lại để xử lý những cái phần còn thiếu. Rồi đây, trong lúc chưa tới nơi mình sửa cái chiếc này trước. Đây nha, nó một bộ phận góc quay của mình rồi. Các tàu xả nó bắn tàu. Đây dứt nắm tóc rồi nào, tốt rồi, biết là có hiệu quả không chơi hả. Rồi đây đổ lên rồi luôn, còn gì thả đấy, dù mình cũng biết là đôi 17 thả như lôi mà ở biển không. Ok, và trong khi chờ đợi chúng ta bắn tiếp vậy này, tiêm kích này nó te tua chưa ta, nên mình phải lượn lại nữa. Trời, nó còn ở trên kia thì phải. Congratulations, that was her last voyage. Congratulations. Nhưng mình đang đánh trúng hết rồi đấy. Còn thiếu một mục tiêu nữa thôi. Mấy con giờ mà mình có mấy con tiêm kích, mấy con tiêm kích đó mình đáp xuống, nó thấp xuống, mình thả bơm cho nó chuẩn. Mà con này nó nhấc lên chậm lắm. À đây, rồi rồi rồi. Đây, còn cái kho đạn này nãy mình chưa đánh trúng nè. Lên tài sáng đấy, bởi vì mình tại mình bay thấp nữa, mấy con bóng không của nó đang bắn mình. À, banh rồi, banh rồi, banh rồi. Tận dụng tối đa số bom dự lôi chúng ta có luôn các bạn. Rồi để coi nào, nói chung là tỷ lệ chính xác của chúng ta trong màn này nó hơi khó, tại chúng ta bay trên cao, gió lớn nó làm lệch đạn nhiều. Để coi mình bắn tổng cộng là 353 phát, trúng 34 phát, tỷ lệ trúng 9%. Nó bắn 100 viên trúng 9 viên. Số bom của mình thả xuống là 80 quả, trúng 33 quả, tỷ lệ chính xác 41%, đây là cao rồi nha các bạn. Tại đây là lặng máy bay mà chúng ta rải thảm á, chứ nó không phải là đánh chiến lược. Cho nên đó là nó rải kiểu này thì tỷ lệ trượt nó khá là cao, mà chúng ta rải ở đây là trúng được 33 quả, tức là trúng 41% là ngon rồi. Mình thả 6 quả ngư lôi, 6 quả trúng hết. Thả từng quả thì lại chuẩn phết, thả từng quả chúng ta nhắm kỹ mà. Còn thả cái kia là chúng ta rải ăn mai. Mình bắn hạ được 14/22 máy bay tiêm kích của đối phương, tỷ lệ 63%. Rồi ok, tàu của nó thì không có. Mình đánh ra mục tiêu dưới đất là trúng 33 mục tiêu, tỷ lệ 15%. Rồi vậy cũng được, tại nó không yêu cầu mình phá hủy hoàn toàn các bạn. Rồi tới nhiệm vụ này là nhiệm vụ này là chúng ta sẽ chơi máy bay phản lực phát xít Đức các bạn.
đây là nhiệm vụ khó nhất của cái game này luôn, cho nên mình sẽ để dành nó cho tập sau. Thì nói chung là các bạn, mình nói sơ qua cho các bạn biết luôn, thì trong thế chiến thứ hai á, phát xít Đức phát minh ra được máy bay phản lực. Và đây là một phát minh được đánh giá là có tính chiến lược rất cao trong cái thời thế chiến thứ hai, cho lúc này tất cả máy bay đều là máy bay chống chống, máy bay cánh quạt. Cho nên là khi mà có một cái con máy bay dựa trên máy bay phản lực á, nó sẽ bay rất là nhanh, qua đó là nó tạo lợi thế trên không cho phát xít Đức. Tuy rằng phát xít Đức chưa kịp chế tạo hàng loạt cái con máy bay này, nhưng mà nói chung nó cũng đã có thể gây khó cho không quân đồng minh. Thành ra là một điệp viên người Anh á, đã lén lút chơi được một cái máy bay này để mà bay từ Đức mà về đến tận nước Anh. Các bạn có thấy đường bay nè ha, chúng ta bay từ tận cái vùng mà gần với lại phía tây của Munich á, chúng ta bay băng qua biên giới nước Pháp rồi chúng ta bay về tới London luôn. Đây là một nhiệm vụ mà chúng ta phải trải qua 3 màn liên tiếp. Lưu ý các bạn, dù các bạn thua ở 10 màn nào thì nó vẫn tính là các bạn thua luôn nha các bạn. Đấy. Thì đó rồi, ok, nhưng mà nó sẽ ở tập sau rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.